Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHT Quy Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu la đại lục tập 253. Sau khi thi triển quang minh hữu lệ này vượt lên trái tim thiên nhận tuyết thì đường Tam đã lấy được thân thể rồi nhanh chóng thoát ra tinh chiến đại xâm lâm. Khi phi hành vừa bình ổn được thân thể và qua đến ngày thứ ba thì vẫn còn một nửa canh giờ của phi hành này là y sẽ đến kịp điểm hẹn với đồng bạn. Thế rồi ngay lúc này đây thì đường Tam bắt gặp một luồng sinh khí mới. Cách đó không lâu, Thiên Nhận Tuyết đã xuất hiện. Trên người nàng có một cột ánh sáng vàng đang tiến đến phía ta. Chỉ còn quãng đường chừng nửa canh giờ nữa mắt thấy sẽ thực hiện xong mục đích và sẽ không còn nguy hại đến tánh mạng nếu bị đối phương theo sát, cảm giác này quả là tuyệt vời. Thân ảnh Thiên Nhận Tuyết đã mở sẵn trong tầm mắt, Đường Tam mỉm cười lạnh lùng, ngay sau đấy anh rút ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Thiết nghĩ Thiên Nhận Tuyết là sứ thần có thể cầm được toàn bộ bầu trời, vì vậy Đường Tam chọn mặt đất là nơi quyết chiến để lấy Nghĩ đến đây thì trong người anh tựa mũi tên bay về mặt đất. Vào chính lúc này, kim quang bao la ở trên trời dáng giống với ánh dương quang tràn ngập khắp nơi. Dẫu rằng tốc độ của đường tam nhanh đến mức đó thì cũng không thể nào nhanh như tốc độ ánh sáng. Thật thế, ánh sáng vàng ấm nhưng đầy đe dọa đó lại là đến từ vị sứ giả lĩnh vực của tuyết. Lần đầu tiên xuất hiện, nàng không còn vận trên người bộ cung trang lục sắc nữa đây chính là sứ thần trang. Thân thể đường tam lúc này cũng đã bị chặn chặt, đang tiến đến phía trước bỗng khựng hẳn. Bát chu mâu của ả à thò đầu ra tựa như mắc ở giữa một tấm lưới khổng lồ, dù muốn đi tiếp một bước cũng rất khó. Đến mắt thiên nhận tuyết đã tắt hẳn khát vọng muốn chinh phục đường tam, nếu có cũng là nguyện ý chân thành và quyết sẽ lấy mạng hắn. Một kích đến từ trường quan minh hữu lệ của đường tam đã chọc vào trái tim nàng. Khôi phục được trái tim, cho dù là với thần thì cũng không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì trong lịch sử không ít lần đón nhận thiên sứ truyền dư khi trước mắt thấy thiên nhận tuyết đã đến trước mặt ta đường tam không thể nào lấy được trái tim ngay lúc đấy lạnh nhạt trả lời thật là vô cùng đẹp trai thiên nhận tuyết ta trong chiếc giáp này lại ngày càng xuất rõ vẻ uy nghi dũng mãnh chính là thần khí mà ngươi là sứ đã giành lấy phải không không muốn nói thêm lời với đường tam cả vì thiên nhận tuyết lo sợ hung niệm của anh ta bị lung lay nên sứ chi kiếm trong tay mới vung lên thật nhanh hai mảnh vũ thủ tỏa ra vạn đạo hào quang tức thời có thể nhìn rõ những ánh sáng vàng di chuyển nhanh tựa như thế sứ chi kiếm tập trung được tại một điểm chỉ một giây sau đã giáng xuống đỉnh đầu đường Tam. Nhận thấy áp lực cấp thần dồn đến, đường Tam lập tức tung xuất ra xoa để đánh thêm một đòn nữa. Nhưng cũng bị khối năng lượng mạnh đó đè chặt xuống ba tấc đất mới có thể trụ lại. Thiên nhận tuyết thấy đất đá bụi mờ trước mắt trong lòng bỗng hiện lên một đống đổ nát, có lẽ đối thủ suốt đời của hắn cũng đã bị kẹt giữa lớp bùn đất đó. Khi Tam lúc này không tiếc thời gian, dùng uy vũ xuất ra mặt, hai kỹ năng mông cổ cùng sức mạnh của mình được sử dụng. Khi Tam đã thâm nhập sâu xuống lòng đất bằng kỹ năng phi hành của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải hồn cốt, sức mạnh của đại địa hất bùn đất nham thạch sang hai bên rồi nhanh chóng trốn thoát. Trong khoảnh khắc Thái Dương Thánh Kiếm rơi trên mặt đất, dù là thần niệm của mình cũng muốn thu lại nhằm không bị Thái Dương chân hỏa chạm đến. Thế nhưng thiên nhận tuyết cũng phải nhanh chóng chấn tĩnh lại và vẻ mặt cười có đôi phần ngượng ngùng đã lặn mất tâm rõ ràng là không muốn lấy mạng đối phương sau khi biết tên còn trong trái tim mình mà lại thấy vui mừng như vậy sau một vài lần hô hấp lý trí của nàng đã thức tỉnh và không ngờ nam nhân đó có sức hút quá mạnh với nàng tuy nhiên nếu còn không giết được thì trái tim tổn thương của nàng sẽ bị gã hành hạ đến ngộp chết thiên nhận tuyết hạ quyết tâm nhất định sẽ bắt được đường tam trước khi gã chạy ra bờ biển đánh nhỏ một tiếng vang lớn cứ như là không vấp phải bất kỳ trở ngại gì và thân thể thiên nhận tuyết đã tự rơi ngay vào lòng đất Lúc này trên bờ biển, nhóm lục quái đã tới điểm hẹn từ khá lâu, biết thời hạn gần kết thúc thì trong đám lại mong chờ đường tam. Với thực lực của mình hiện tại có thể nhanh chóng thu phục được mọi người thì mới tốt. Lúc ở bên trong lòng đất, nhìn thấy thiên nhận tuyết đang đến sát, đường tam lập tức xuất thêm một thứ kỹ năng mới đến với mình mà y không có cơ hội sử dụng. Hồn kỹ lấy từ côn trùng lúc này mới phát huy ra công năng đảo bới đất. Thực thế thì cái gì chúng cần lúc này chỉ là thời gian, cũng vậy trọng lực và áp suất trong lòng đất đã giảm đi đôi mấy phần. Đường Tam không phung phí thời gian thì chí ít cũng có thể nhanh chóng tìm được bờ biển. Là người kế thừa của hải thần, nếu đến đại hải rồi lại để đối thủ bắt kịp thì đường Tam cũng không cần thiết tiếp tục lẩn trốn đâu. Đại hải tựa như cái áo của Ngân Thảo, nhưng khi diện tích của đại hải so sánh với đấu đại xâm lâm to lớn lên quá nhiều thì lực lượng của nó đủ sức che đậy ta. Cũng ngay lúc này, thiên nhận tuyết đã chạy theo và đứng trên lưng nàng. Nàng lúc này đã vô cùng tức giận, mang theo thần lực xuống và dâng tràn nước mắt. Hồn kỹ này được hải thần chi tâm đem xuống do nháy mắt mà nên, đồng thời cũng không chút ngần ngại làm vỡ tan tám thứ hồn vương sót lại của Lam Ngân Hoàng. Đây là toàn bộ những thứ đến lúc này đường tam có thể làm nổi vì nỗi sợ do nội tâm gây ra. Ngay cả hải thần tam xoa kích cũng đã trở nên hoảng loạn và làm cho hắn tin rằng sinh mệnh của bản thân mình cuối cùng sẽ chấm dứt thiên sứ thanh kiếm bên trên ném xuống đã cùng lúc đâm vào lưỡi kích chính giữa của hải thần tam xoa kích thân thể đường tam tựa y như là có điện bắn vào trở nên run kịch liệt cảm giác bản thân đã ở sát với tử thần nhất trong suy nghĩ của gã đúng lúc này thì một hư ảnh khác hiện trước mắt gã như không tin ở ai nổi đó là hải thần đến đây thì cũng khép lại tập 253 đấu la đại lục xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo